Thanh Minh Tùng trong một video đăng tải trên kênh của mình đã khiến công chúng không khỏi bàng hoàng khi tiết lộ rằng ba đứa trẻ từng thi một cuộc thi trên sóng truyền hình và mạng xã hội chính là sản phẩm của mối quan hệ loạn luân giữa Lê Tùng Vân, người còn được gọi là thầy ông nội, và hai cô con gái của ông. Câu chuyện này không chỉ gây sốc mà còn phơi bày một góc khuất tăm tối đau lòng trong cuộc sống của Minh Tùng tại trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức, nơi ông Vân, người mà Minh Tùng nhận là cha ruột, không chỉ hành hạ anh bằng những trận đòn mà còn bằng hành vi đồi bại với chính con cái của mình. Mặc dù danh tính của chúng không được công khai để bảo vệ chúng khỏi sự chú ý không mong muốn và các tác động tiêu cực từ dư luận, câu hỏi về nguồn gốc và thân phận thực sự của chúng vẫn là một điều bí ẩn đầy ám ảnh ở tỉnh thất Bồng Lai. Xin kính chào quý vị khán giả. Bảo Trần rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Nội dung chi tiết sẽ được gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Ba đứa trẻ và hai người mẹ đặc biệt ở tỉnh thất Bồng Lai. Trong thời gian Minh Tùng sống ở trại dưỡng lão cô nhi Thánh Đức, ngoài việc hứng chịu những trận đòn bạo hành của ông Vân, Minh Tùng cũng chứng kiến ông qua lại với rất nhiều đàn bà. Minh Tùng cho biết ông Vân sống chung chạ nhiều phụ nữ, không chỉ loạn luân với em gái ruột là mẹ của anh mà còn ăn nằm với hai cô con gái ruột là em cùng cha khác mẹ với Minh Tùng. Hai đứa em đó đẻ ra ba đứa trẻ từng thi một cuộc thi trên sóng truyền hình và mạng xã hội. Trong một clip đăng trên kênh Lê Thanh Minh Tùng 1985, người tự xưng là con trai Lê Tùng Vân cũng là người đã nhiều lần tố cáo cha mình phạm tội loạn luân. Tiếp tục khẳng định, ba đứa trẻ ở tỉnh thất Bồng Lai là sản phẩm loạn luân của thầy ông nội Lê Tùng Vân. Ngoài ra, Minh Tùng cũng khiến dư luận rúng động về thông tin Lê Thanh Huyền Trang từng có hai con với thầy ông nội Lê Tùng Vân, nhưng trong đó chỉ có một đứa trẻ còn sống. Thời điểm đó, tỉnh thất Bồng Lai trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết và nhóm năm đứa trẻ này được giới thiệu là trẻ mồ côi. Đến năm 2022, khi các ồn ào ở tỉnh thất Bồng Lai nổ ra, cơ quan chức năng huyện Đức Hòa đã điều tra và xác nhận rằng có 3 trẻ em tại tỉnh thất Bồng Lai được đăng ký khai sinh ở địa phương này. Trong bản khai, tên mẹ được ghi là Lê Thanh Kỳ Duyên và Lê Thanh Huyền Trang, nhưng không ghi tên cha đẻ. Trong khi đó, theo lời khai từ đối tượng Lê Thanh Nhất Nguyên, những người được ghi trong giấy khai sinh của các em bé chỉ là mẹ đỡ đầu và chịu trách nhiệm trên giấy tờ. Tất cả là để các bé có thể đi học hợp pháp, chứ không có chuyện phụ nữ ở tỉnh thất Bồng Lai sinh con. Tuy nhiên, trong một giấy chứng sinh của Bệnh viện Từ Dũ năm 2015, tên của Lê Thanh Kỳ Duyên được ghi rõ. Hình ảnh của cô khi đang bế một em bé mới sinh tại bệnh viện cũng đã được chia sẻ trên mạng xã hội. Đây là bức ảnh mà tỉnh thất Bồng Lai từng giải thích rằng họ đang sinh con nuôi. Theo những thông tin được công bố, mối quan hệ giữa Lê Tùng Vân và Lê Thanh Kỳ Duyên được mô tả là thuần túy thầy trò, không liên quan đến huyết thống. Tuy nhiên, một báo cáo từ cơ quan điều tra dựa trên kết quả giám định ADN đã xác định rằng Lê Thanh Kỳ Duyên thật sự là con gái ruột của ông Lê Tùng Vân và bà Lê Thu Vân, một trong những đối tượng liên quan đến vụ án loạn luân đang được điều tra xảy ra ở tỉnh thất Bồng Lai. Ông Nguyễn Văn Mừng, trưởng ban tôn giáo tỉnh Long An cho biết, cơ quan chức năng xác định nơi đây có yếu tố lợi dụng tôn giáo và lợi dụng trẻ em để vận động kêu gọi từ thiện ở các nơi, thậm chí cả kiều bào ở nước ngoài để trục lợi. Phòng Tư pháp huyện Đức Hòa tỉnh Long An cũng cho hay, các trẻ em đang sinh sống tại tỉnh thất Bồng Lai không phải là trẻ mồ côi như thông tin mà những người lớn sống ở nơi này cung cấp cho dư luận, báo chí. Sự thật là tất cả trẻ em đang sống tại nhà bà Cúc đều được sống cùng mẹ ruột, trong đó có 5 trẻ tham gia trò chơi và đạt giải quán quân game show truyền hình. Với nhiều tình tiết phức tạp nhạy cảm liên quan đến quan hệ của những người trong tỉnh thất Bồng Lai, cơ quan an ninh điều tra đã ra quyết định trưng cầu giám định 28 người, trong đó có 10 trẻ em, lớn nhất 8 tuổi và nhỏ nhất 14 tháng tuổi, đang sinh sống tại đây. Ngày 13 tháng 10 năm 2022, cơ quan an ninh điều tra đã tổ chức công bố kết luận giám định ADN trên đối với ông Lê Tùng Vân và những người sinh sống tại địa chỉ số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Tuy nhiên, quá trình công bố kết luận giám định ADN tại địa chỉ số 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, những người sinh sống tại đây có thái độ không hợp tác. Theo cơ quan an ninh điều tra, kết quả giám định ADN có liên quan đến quyền con người, quyền nhân thân của những cá nhân, nhất là những trẻ em bị trưng cầu giám định, nên kết quả này đã không được công bố công khai. Cơ quan điều tra đã mời chính quyền địa phương đến lập biên bản về vụ việc, đồng thời tống đạt kết luận giám định đến các bị cáo đang bị tạm giam. Chia sẻ với báo chí, một nguồn tin cho biết kết quả điều tra về loạn luân xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai khi công bố sẽ là cú sốc lớn với cộng đồng.
Vì đây là vấn đề liên quan đến những đứa trẻ nên cơ quan đang tiến hành rất thận trọng. Hiện kết quả giám định ADN đã xác nhận việc ông Lê Tùng Vân có hành vi loạn luân với con ruột và một số người khác, thậm chí họ cũng đã sinh con. Lê Thanh Kỳ Duyên là một trong số những người đó. Tuy nhiên, Kỳ Duyên đã đột ngột biến mất khỏi tỉnh thất Bồng Lai và hiện chưa rõ đang ở đâu. Hiện cơ quan chức năng đang truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để phục vụ cho cuộc điều tra về vụ án loạn luân nghiêm trọng này. Trong đó bao gồm cả bị can Lê Tùng Vân, bố đẻ của Kỳ Duyên và bố ruột của hai đứa trẻ mà Kỳ Duyên đã sinh ra. Trong diễn biến mới nhất, ngày 13 tháng 5, cơ quan chức năng tỉnh Long An đã có văn bản đề nghị Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh rà soát việc khám chữa bệnh, khám thai sinh con đối với 3 người ở tỉnh thất Bồng Lai có liên quan vụ án nêu trên. Trong đó có Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi, đã sinh sống ở ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Lê Thanh Huyền Trang, 31 tuổi, đã sinh sống ở ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Vòng Kim Xuân, 29 tuổi, từng sinh sống ở ấp 2, xã Phú Vinh, huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai, ấp 2, xã Phạm Văn Hai, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh và ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây. Căn cứ Điều 88 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An yêu cầu Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cung cấp thông tin, tài liệu từ năm 2006 đến nay về việc ba đương sự nêu trên có khám, chữa bệnh hoặc có khám thai sinh con tại các bệnh viện, phòng khám trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hay không. Nhằm phối hợp hỗ trợ Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An xử lý vụ việc nêu trên, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đề nghị thủ trưởng các bệnh viện, cả ngoài công lập, trung tâm y tế và phòng y tế quận, huyện, thành phố Thủ Đức phối hợp rà soát cung cấp thông tin khám chữa bệnh của ba đương sự nêu trên cho Công an tỉnh Long An. Những ai đang bị Công an Long An truy tìm trong vụ án tỉnh thất Bồng Lai? Liên quan đến vụ án xảy ra tại tỉnh thất Bồng Lai, đến nay cơ quan chức năng của tỉnh Long An đã truy tìm 5 người để phục vụ công tác điều tra. Cụ thể, mới đây, Cơ quan An ninh Điều tra, Công an tỉnh Long An cho biết đã ra quyết định truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, cha Lê Tùng Vân, mẹ Lê Thu Vân. Việc truy tìm này theo Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An là nhằm phục vụ công tác điều tra vụ án loạn luân phát hiện năm 2021 tại hộ bà Cao Thị Cúc ở cùng địa chỉ. Đây cũng là nơi tự xưng tỉnh thất Bồng Lai hay còn gọi Thiền Am bên bờ vũ trụ. Trong vụ án này, hôm 19 tháng 4, cơ quan chức năng đã khởi tố bị can cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi. Tuy nhiên, ông Vân được cho tại ngoại vì lý do sức khỏe. Theo quyết định, Lê Thanh Kỳ Duyên là người có liên quan vụ án, hiện không rõ đang ở đâu nên cần tổ chức truy tìm để phục vụ công tác điều tra. Cũng thời điểm này, Công an tỉnh Long An cho biết vẫn đang truy tìm ba luật sư Nguyễn Văn Miến, 57 tuổi, Đào Kim Lân, 56 tuổi và Đặng Đình Mạnh, 55 tuổi, cùng ngụ thành phố Hồ Chí Minh để phục vụ công tác giải quyết tin báo tố giác về tội phạm. Ba người này là luật sư từng bào chữa cho bị cáo Lê Tùng Vân cùng các đồng phạm trong vụ án tỉnh thất Bồng Lai. Trước đó, Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Bộ Công an đã phát hiện và báo tin cho Công an tỉnh Long An việc ba người trên có những hành vi phát tán trên không gian mạng qua video clip, những hình ảnh, lời nói, bài viết có dấu hiệu tội phạm, lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Long An đã thụ lý kiểm tra xác minh tin báo và đã gửi giấy triệu tập nhiều lần nhưng ba người này không đến để làm việc và không có lý do vắng mặt. Ngay từ giữa năm 2023, Công an tỉnh Long An đã ra thông báo quyết định truy tìm ba người, nhưng đến nay ba người này vẫn chưa đến Công an Long An làm việc. Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Long An có thông báo truy tìm Võ Thị Diễm My, sinh năm 1999, thường trú 15/2 đường số 20, khu phố 1, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh. Chỗ ở khác, 191A ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Người này bị triệu tập để phục vụ công tác điều tra vụ án, lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân. Việc truy tìm theo Công an tỉnh là có nhận được đơn của người thân Diễm My về việc mất tích. Gia đình cũng có tố cáo việc những người ở tỉnh thất Bồng Lai đã có những hành vi lạm dụng xâm hại đến Diễm My. Trước đó, cuối năm 2019, một nhóm người đã đến tỉnh thất Bồng Lai để tìm Võ Thị Diễm My, trong đó có cha, mẹ của Diễm My. Theo đó, giữa nhóm người đi tìm Diễm My và nhóm sinh sống ở tỉnh thất Bồng Lai do ông Lê Tùng Vân đứng đầu đã xảy ra xô xát. Vụ tỉnh thất Bồng Lai, Diễm My ở đâu vẫn là ẩn số.
Trong vụ Tỉnh Thất Bồng Lai, nhiều thắc mắc quan tâm xoay quanh việc cô gái Võ Thị Diễm My hiện đang ở đâu, cơ quan công an đang tích cực tìm kiếm cô bé này ra sao. Liên quan đến sự việc, báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh đã có bài Ba mẹ Diễm My kể về hành trình 4 năm tìm con từ khi vào Tỉnh Thất Bồng Lai. Bài đọc này đã thu hút được nhiều sự chú ý từ dư luận, thậm chí nhiều bạn đọc còn để lại bình luận nêu quan điểm xoay quanh sự việc. Chẳng hạn, bạn đọc Trần Văn Ngọc bình luận, trong bài đã nói cha mẹ Diễm My đã dùng đủ mọi cách để tìm con nhưng không tìm ra. Đến nay Diễm My ở đâu vẫn còn là ẩn số, không ai biết cô còn sống hay đã chết trong suốt từng ấy năm. Cơ quan chức năng cần tiếp tục quyết liệt vào cuộc để tìm cô ấy, làm sáng tỏ sự thật cho người dân yên lòng. Công an Việt Nam rất giỏi điều tra, vậy mà vụ này hơn 4 năm rồi vẫn chưa điều tra ra. Diễm My hiện ở đâu, còn sống hay đã chết, gia đình mong ngóng tin con từng ngày. Họ chỉ chờ phép màu từ các cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt điều tra mà thôi. Bạn đọc Hùng Phan Thế nêu. Bạn đọc Hoàng Công bình luận, mất dấu ở đâu thì tìm manh mối ở đó. Tại sao công an không đến hỏi những người ở Tỉnh Thất Bồng Lai xem sao, vì Diễm My từng sinh sống ở nơi này. Tôi nghĩ nếu quyết liệt tìm kiếm thì cũng sẽ tìm thấy, chứ tìm kiếm một con người đâu phải như chuyện tìm kim đáy biển. Bạn đọc Phú Hải Trang nêu ý kiến, trong 4 năm gia đình tìm kiếm mà không có thông tin, chắc lành ít dữ nhiều, nhưng cũng hy vọng một ngày Diễm My trở về. Gia đình luôn có lòng tin con mình vẫn còn sống, mong rằng đúng là Diễm My vẫn còn sống. Bạn đọc An Bùi Quốc chia sẻ, chỉ trong vòng có mấy tháng trời mà từ một đứa con ngoan hiền lại thay đổi một cách hoàn toàn như vậy, điều này chứng tỏ người làm thay đổi em ấy không tầm thường chút nào. Mặt khác, vụ án này liên quan đến Tỉnh Thất Bồng Lai và con người thật của ông Lê Tùng Vân, pháp luật sẽ có một bản án thích đáng. Chính vì thế, mọi người và đặc biệt, nếu Diễm My còn sống thì hãy tỉnh ngộ mà quay về với gia đình. Vụ Tỉnh Thất Bồng Lai như một bộ phim nhiều tập và sự thật đã dần dần được lộ rõ. Thế nhưng câu chuyện của cô Diễm My này còn nhiều câu hỏi vẫn chưa có lời giải đáp. Tại sao công an không vào cuộc truy tìm? Công an quản lý hành chính, quản lý con người phải làm gì khi một người bị mất tích? Bạn đọc Nguyễn Lan thắc mắc. Ba mẹ Diễm My mong ngóng con gái quay trở về từng ngày. Mất liên lạc với con gái gần 4 năm nay, gia đình Võ Thị Diễm My đã đi tìm con gái khắp nơi nhưng vô vọng. Giờ chỉ còn biết trông đợi vào cơ quan chức năng truy tìm giúp con gái. Ngày nào họ cũng tự hỏi Diễm My giờ đang ở đâu. Bà Đoàn Thị Tuyết Mai, mẹ ruột Diễm My cho biết, Diễm My vốn là cô bé hiền lành, thông minh, phụ giúp ba mẹ quản lý việc kinh doanh tại nhà và có em trai. Gia đình vốn sống rất hòa thuận và yêu thương nhau. Trước khi đến Tỉnh Thất Bồng Lai, Diễm My là một cô sinh viên năm 3 tại một trường đại học có tiếng ở Thành phố Hồ Chí Minh. Gia đình đã chuẩn bị giấy tờ chờ ngày cháu đi nước ngoài du học, thế nhưng mọi thứ đều tan vỡ từ khi Diễm My gặp được nhóm người Lê Tùng Vân và các đệ tử. Theo bà Mai, năm 2019, gia đình bà đi thiện nguyện ở Vũng Tàu. Ngay trong đợt này, Diễm My tình cờ quen biết nhóm người sống trong Tỉnh Thất Bồng Lai. Từ đó, Diễm My thường nhận được các cuộc gọi điện thoại rủ về Tỉnh Thất để học giáo lý tu tập 3 ngày một tuần. Diễm My có nói với bà Mai rằng, tại đây có những người rất tài năng, khi con bà tu tập nếu đắc đạo sẽ dắt bà theo. Thật buồn khi Diễm My đã tin vào những điều viển vông, thậm chí bỏ luôn cả chuyến du học mà gia đình đã chuẩn bị sẵn, bà Mai nói. Bà Mai cho rằng trong vài đoạn clip trên YouTube, Diễm My đã nói về cha mẹ mình một cách bất hiếu, không đúng sự thật, khiến bà Mai và ông Võ Văn Thắng, ba của Diễm My, cảm thấy sốc và tổn thương. Theo đó, vào giữa tháng 12 năm 2019, sau khoảng thời gian sinh sống tại Tỉnh Thất Bồng Lai, gia đình có đến đây để yêu cầu Diễm My trở về nhà. Con về nhà được khoảng thời gian 6 tháng, đến ngày 11 tháng 6 năm 2020. Sau đó, con đã tìm đủ mọi cách bỏ nhà đi, từ việc trốn bằng cửa sổ trong nhà vệ sinh cho đến việc bỏ trốn từ tầng 3. Từ khi Diễm My bỏ nhà ra đi cho đến nay, tôi và anh Thắng không gặp lại con. Mọi liên lạc đều bị cắt đứt. Tôi và anh Thắng tìm đủ mọi cách, nhờ đến các cơ quan chức năng, báo chí, bạn bè. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại vẫn không có thông tin gì về con. Ngày đêm chúng tôi mong ngóng thông tin về con, bà Mai chia sẻ. Sau hơn 4 năm mất liên lạc với Diễm My, kể từ ngày 11 tháng 6 năm 2020, ba mẹ của cô gái trẻ này nhắn nhủ cho con gái. Vừa qua, cơ quan chức năng đã khởi tố những người liên quan đến sai phạm ở Tỉnh Thất Bồng Lai. Do đó, nếu đọc được những thông tin này, con hãy quay về nhà với ba mẹ và em trai. Gia đình vẫn là trên hết. Ba mẹ luôn tha thứ, thậm chí không giận hờn hay trách móc về những lỗi lầm con gây ra. Bởi con chỉ là nạn nhân trong vụ Tỉnh Thất Bồng Lai.
biệt tài giấu gái của thầy ông nội Lê Tùng Vân ở tỉnh Thất Bồng Lai. Cho đến thời điểm hiện tại, những thông tin liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai hay còn gọi là Thiền Am bên bờ vũ trụ và nhất là thầy ông nội Lê Tùng Vân được cung cấp bởi người tự xưng là con trai của ông Vân, anh Lê Thanh Minh Tùng, vẫn nóng và thu hút sự quan tâm của dư luận. Ngày 28 tháng 12 năm 2020, trong một video đăng trên trang cá nhân Lê Thanh Minh Tùng 1985, thời điểm sự mất tích bí ẩn của Võ Thị Diễm My đang là chủ đề nóng trong xã hội, Lê Thanh Minh Tùng tiếp tục tiết lộ những thông tin khiến dư luận bàng hoàng. Theo Lê Thanh Minh Tùng, thầy ông nội Lê Tùng Vân là người đàn ông có biệt tài giấu gái, nhất là những cô gái trẻ đẹp như Võ Thị Diễm My. Những người này một khi đã bước vào tỉnh Thất Bồng Lai sẽ không có cửa bước chân ra ngoài. Họ gần như sẽ bị giam lỏng trong một căn phòng, bị kiểm soát giờ giấc chặt chẽ. Muốn đi đâu phải được sự đồng ý của thầy ông nội, nhưng cũng hết sức hạn chế. Người thân thăm gặp đã là chuyện khó, thậm chí nhà có người mất cũng không được cho về chịu tang. Không chỉ vậy, Minh Tùng còn cho rằng việc thầy ông nội Lê Tùng Vân cùng đám đệ tử tung clip Diễm My xuống tỉnh Thất Bồng Lai vay tiền nhằm mục đích làm loãng thông tin anh đã tố cáo ông Vân tội loạn luân trước đó. Vì sao Minh Tùng lại đứng ra tố cáo ông Lê Tùng Vân trong bối cảnh anh tự nhận mình là con ruột của ông Vân? Điều gì đã khiến Minh Tùng liên tiếp đưa ra những thông tin bất lợi về ông Vân cũng như tỉnh Thất Bồng Lai trong suốt thời gian qua? Chỉ có bản thân Minh Tùng mới hiểu. Nhưng có điều, những tố cáo đó đã góp phần thúc đẩy cơ quan an ninh công an tỉnh Long An vào cuộc điều tra thận trọng, nhưng cũng quyết liệt, theo đúng quy định của pháp luật về những nhức nhối xảy ra ở tỉnh Thất Bồng Lai. Kết quả, ba tội danh: lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, loạn luân xảy ra ở tỉnh Thất Bồng Lai đã được khởi tố. Rùng mình với cuốn sổ thị tẩm của thầy ông nội Lê Tùng Vân ở tỉnh Thất Bồng Lai. Sau thời gian điều tra theo đơn tố giác tội phạm của người dân, ngày 3 tháng 1 năm 2022, Cơ quan An ninh Điều tra Công an huyện Đức Hòa, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố vụ án lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân xảy ra tại tỉnh Thất Bồng Lai hay Thiền Am bên bờ vũ trụ. Ngày 4 tháng 1 năm 2022, Công an huyện Đức Hòa đã khám xét tỉnh Thất Bồng Lai và thu giữ nhiều tài liệu liên quan đến những sai phạm tại đây. Việc khám xét tỉnh Thất Bồng Lai đã được cơ quan chức năng tỉnh Long An thực hiện dựa trên tin báo của quần chúng nhân dân về việc các đối tượng nhận tiền quyên góp từ thiện có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an huyện Đức Hòa đã tổ chức bắt quả tang và khám xét tại hộ bà Cao Thị Cúc, làm việc với một số trường hợp sinh sống tại đây để làm rõ các hành vi sai phạm có liên quan. Thời điểm đó, cơ quan điều tra đang củng cố hồ sơ để xem xét khởi tố thêm tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội danh loạn luân cũng được nhà chức trách điều tra làm rõ. Trên cơ sở chứng cứ thu thập, sau khi được Viện Kiểm sát cung cấp phê duyệt, ngày 5 tháng 1 năm 2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Đức Hòa đã ra quyết định khởi tố với 4 bị can: Lê Tùng Vân 90 tuổi, Lê Thanh Hoàng Nguyên 32 tuổi, Lê Thanh Nhất Nguyên 31 tuổi, Lê Thanh Trùng Dương 27 tuổi về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức cá nhân theo quy định tại Điều 331 Bộ Luật Hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Đồng thời ra lệnh bắt tạm giam 3 bị can gồm Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên và Lê Thanh Trùng Dương. Riêng bị can Lê Tùng Vân bị áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú. Trong bối cảnh việc điều tra chính thức vẫn đang diễn ra, câu chuyện về cuốn sổ thị tẩm liên quan đến tỉnh Thất Bồng Lai đã trở thành chủ đề nóng trên các nền tảng mạng xã hội. Khi quá trình khám xét nơi ở, lực lượng chức năng có thu giữ một cuốn sổ ghi lại chu kỳ kinh nguyệt của những phụ nữ đang sinh sống tại đây. Từ đây, dư luận xôn xao không chỉ vì những thông tin được phát tán một cách đầy ẩn ý, mà còn bởi cách thức mà những chi tiết này được bàn luận khiến nhiều người không khỏi tò mò. Các chi tiết từ cuốn sổ mà cư dân mạng cho là chứa đựng các ghi chép lịch ân ái của thầy ông nội Lê Tùng Vân đã thu hút sự chú ý đặc biệt. Trong đó, cáo buộc về hành vi loạn luân của ông Lê Tùng Vân được đề cập đến như là một trong những vấn đề trung tâm khiến cho câu chuyện càng thêm phức tạp. Không chỉ dừng lại ở đó, hình ảnh cuốn sổ được lan truyền trên mạng xã hội càng khiến cho người ta tò mò về thực hư của những mối quan hệ của Lê Tùng Vân được ghi chép tỉ mẩn trong đó. Thời điểm đó, dư luận phỏng đoán rằng nếu những thông tin này là chính xác, cuốn sổ đó có thể không chỉ là một bản ghi chép đơn thuần mà còn phản ánh một khía cạnh tăm tối ở tỉnh Thất Bồng Lai, đó là hành vi loạn luân của Lê Tùng Vân.
dù cuốn sổ thị tẩm có thật hay chỉ là trò câu view của cư dân mạng đi chăng nữa, thì vẫn có một sự thật hiển nhiên, đó là cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An vừa qua đã ra quyết định khởi tố tội danh loạn luân với Lê Tùng Vân, 92 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Đồng thời, cơ quan này cũng ra thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, con của Lê Tùng Vân và Lê Thu Vân để làm rõ những liên quan trong vụ án loạn luân được phát hiện tại hộ bà Cao Thị Cúc vào năm 2021. Lý do Lê Thanh Huyền Trang trở thành mối ruột của thầy ông nội Lê Tùng Vân. Theo kết quả giám định ADN của ông Lê Tùng Vân và 26 người khác cùng sống trong tỉnh Thất Bồng Lai, ông Lê Tùng Vân loạn luân với con ruột của mình là Lê Thanh Kỳ Duyên và đã có con trong số những người được lấy mẫu giám định. Hiện Lê Thanh Kỳ Duyên đã rời khỏi tỉnh Thất Bồng Lai sau khi ông Lê Tùng Vân bị khởi tố về hành vi loạn luân. Trong diễn biến mới nhất liên quan vụ án loạn luân xảy ra tại hộ bà Cao Thị Cúc, trú xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, hay còn được biết đến với tên gọi tỉnh Thất Bồng Lai, sau được ông Lê Tùng Vân, 92 tuổi, đổi thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Ngoài Lê Thanh Kỳ Duyên, 31 tuổi, đang bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An truy tìm, thì Lê Thanh Huyền Trang, 31 tuổi, cùng ngụ ở tỉnh Thất, tự xưng, cũng có liên quan trong vụ án loạn luân này. Vì lý do đó, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã có đề nghị phía Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ thông tin về hoạt động khám chữa bệnh, khám thai, sinh con đối với ba người phụ nữ tự xưng đệ tử của bị can Lê Tùng Vân. Ba người gồm Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Huyền Trang và Vòng Kim Xuân, 29 tuổi, cùng ở tỉnh Thất Bồng Lai. Như vậy, thầy ông nội Lê Tùng Vân không chỉ loạn luân với Lê Thanh Kỳ Duyên mà còn loạn luân với Lê Thanh Huyền Trang. Điều này cũng phù hợp với những gì mà Lê Thanh Minh Tùng, sinh năm 1985, người tự xưng là con trai thầy ông nội Lê Tùng Vân, tố giác trong một clip đăng trên trang YouTube cá nhân gần đây. Ở Lê Thanh Huyền Trang là sinh con thứ hai. Như vậy thì đứa con thứ nhất của Lê Thanh Huyền Trang là ở đâu? Thầy Minh Tùng đã chia sẻ rồi. Lê Thanh Huyền Trang sinh, Lê Thanh Huyền Trang đẻ hai lần. Lần thứ nhất là chết một đứa, chết xong Lê Tùng Vân tiếp tục quan hệ tình dục và đẻ lần thứ hai. Và mình dám nói một câu luôn là thông tin mà Lê Thanh Huyền Trang đẻ hai đứa, chết một đứa, thì Minh Tùng là người mà trừ cơ quan chức năng ra thôi nha. Đó, người mà người bên ngoài á, thì Minh Tùng là người thông tin đầu tiên lên cái vấn đề Lê Thanh Huyền Trang đẻ hai đứa, chết một đứa, đẻ đứa đầu tiên chết Lê Tùng Vân, tiếp tục quan hệ bắt đẻ thêm đứa thứ hai. Trước đó, trong một livestream hồi tháng 10 năm 2021, anh Lê Thanh Minh Tùng gây sốc khi khẳng định mình là con trai ruột của ông Lê Tùng Vân, đồng thời anh tỏ ra khá bức xúc và tố cha đẻ loạn luân, lừa đảo, giả nuôi trẻ mồ côi để nhận từ thiện. Hành động này khiến dư luận đánh giá anh Minh Tùng, nếu thực sự là con trai của ông Lê Tùng Vân, thì quả thực đã đánh đổi cả danh dự của mình để đứng về phía của sự thật, phía của lẽ phải. Anh Tùng thông tin trên báo chí rằng bản thân sinh ra từ sự loạn luân giữa ông Lê Tùng Vân và em gái ruột là bà Lê Thu Vân. Lúc nhỏ anh Tùng từng sống tại trại dưỡng lão Cô Nhi Thánh Đức, hứng chịu những trận đòn bạo hành của ông Vân và chứng kiến ông qua lại với rất nhiều đàn bà. Anh Lê Thanh Minh Tùng cũng cho biết ông Vân sống chung chạ nhiều phụ nữ, không chỉ loạn luân với em gái ruột là mẹ của tôi mà còn ăn nằm với hai cô con gái ruột là em cùng cha khác mẹ với tôi. Hai đứa em đó đẻ ra ba đứa trẻ từng thi thách thức danh hài. Cũng theo anh Tùng, ngoài bà Cúc hiện nay đứng tên chủ sở hữu mảnh đất ở Thiền Am, thì ông Vân còn quan hệ với những phụ nữ khác. Anh Minh Tùng cho rằng, nhiều người khác là con ruột của ông Vân, sống dưới danh nghĩa đệ tử của thầy ông nội và giả danh nhà sư. Tuy nhiên, ông Lê Tùng Vân công khai phủ nhận mối quan hệ với Lê Thanh Minh Tùng, nói rằng anh là con nuôi của người em gái của ông. Anh Tùng tuyên bố sẵn sàng làm xét nghiệm ADN với ông Vân. Vụ việc đã tạo ra một cuộc tranh cãi và thách đố giữa bà Phương Hằng với ông Lê Tùng Vân với số tiền ban đầu là 20 tỷ, sau đó được bà Hằng nâng lên 300 tỷ. Chiều ngày 24 tháng 10 năm 2021, anh Lê Thanh Minh Tùng đã bất ngờ xuất hiện trong livestream của bà Nguyễn Phương Hằng, thời điểm đó đang là CEO công ty cổ phần Đại Nam. Trong buổi livestream này, anh Lê Thanh Minh Tùng đã tố cáo thầy ông nội Lê Tùng Vân, khiến nhiều người không khỏi bất ngờ. Trong buổi livestream, bà Phương Hằng nói, tôi sẽ cho xe đưa các bác sĩ về tận nơi để thử ADN cho ông, ý nói ông Lê Tùng Vân. Nếu ông trong sạch, tôi cho ông 20 tỷ dưỡng già. Tôi làm như vậy không phải để mỉa mai ai cả,
tôi chỉ muốn cứu mấy chục con người đang sinh sống ở đó thôi. Ý nói Thiền Am bên bờ vũ trụ. Những ngày qua tôi không ngủ được, cứ suy nghĩ mãi về việc này. Ông Lê Tùng Vân, khi ông réo đến tên tôi, vậy ông hãy đứng ra chứng minh sự trong sạch của bản thân đi, để cho những người chỉ trích ông suốt những năm tháng qua phải hối hận. Ông đã lên tiếng như vậy rồi, thì chẳng còn lý do gì ông từ chối việc xét nghiệm ADN nữa nhỉ? Kèm theo đó, bà Hằng đưa ra danh sách 10 người cần xét nghiệm ADN với ông Lê Tùng Vân. Ông Lê Tùng Vân cho biết, 40 năm trước, em gái ruột của tôi tên là Lê Thị Thu Vân, khi đó cô ấy còn sống. Trong một lần tới bệnh viện, được người ta cho một đứa trẻ vừa chào đời, nhưng bị bố mẹ bỏ rơi. Bà Vân đã mang nó về nhà và nhờ tôi đặt tên, đó chính là Lê Thanh Minh Tùng của hiện tại. Cả cuộc đời tôi chỉ liên quan đến Tùng duy nhất việc đặt tên, tôi cũng không nuôi nó được ngày nào. Mối quan hệ của tôi và Tùng cũng chấm dứt từ 40 năm trước rồi. Đặc biệt, ông Lê Tùng Vân còn lên tiếng nhắn nhủ đến bà Hằng. Phương Hằng con giúp thầy chứng minh, theo lời của Lê Thanh Minh Tùng, chứng minh thầy là cha ruột của Lê Thanh Minh Tùng. Để làm chi? Để thầy bù lại tội lỗi lúc thầy còn trẻ. Em gái thầy chết từ lâu rồi, bây giờ con làm sao chứng minh cho mọi người thấy được Lê Thanh Minh Tùng là con ruột của thầy và thầy là cha ruột của Minh Tùng. Lê Thanh Minh Tùng sau đó tiếp tục lên tiếng. Cha nói con không phải con của cha cũng không sao. Minh Tùng không phải con của cha càng tốt, con càng mừng. Vì cha biết sao không, tương lai của con, của Minh Tùng sẽ không dính líu gì đến cha cả. Nếu thực sự Minh Tùng không phải là con của ông Tùng Vân thì có phước quá. Nhưng chắc chắn không phải vậy đâu, Minh Tùng xui tận mạng rồi. Ngoài ra, anh Lê Thanh Minh Tùng còn công bố những người sống chung với ông Vân từ trước tới nay như Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Hoàng Nguyên, Lê Thanh Huyền Trang, Lê Thanh Kỳ Duyên, Lê Thanh Trùng Dương đều là con ruột của ông Vân. Cũng theo Lê Thanh Minh Tùng, thầy ông nội Lê Tùng Vân là người đàn ông có biệt tài giấu gái, nhất là những cô gái trẻ đẹp như Võ Thị Diễm My. Những người này một khi đã bước vào tỉnh thất Bồng Lai sẽ không có cửa bước chân ra ngoài. Họ gần như sẽ bị giam lỏng trong một căn phòng, bị kiểm soát giờ giấc chặt chẽ. Muốn đi đâu phải được sự đồng ý của thầy ông nội, nhưng cũng hết sức hạn chế. Người thân thăm gặp đã là chuyện khó, thậm chí nhà có người mất cũng không được cho về chịu tang. Cha Minh Tùng là có một cái biệt tài là giấu gái. Nói giờ không lẽ giờ nó đụng chạm tới người lớn chứ. Ví dụ như giờ hồi xưa cô Tiết xong ở trong trại Thanh Đức cũng vậy. Cô Tiết vô, ông cũng giấu cô Tiết. Giấu cô Tiết thì giấu như thế nào? Không có cho ai tiếp xúc với cô Tiết. Cô Tiết ở một chỗ, ở một phòng. Không ai được ra vô, không ai được giao tiếp hết. Mà cô Tiết muốn đi ra ngoài cũng phải cũng khó khăn. Nó cứ thật sự mà nói. Rồi đến những cô khác, cô Oanh, rồi cô Mai, mấy cô kia đồ cũng vậy. Bước vô nhà Tùng Vân rồi là đừng có mong mà bước ra rồi là đừng có bước vô. Không chỉ vậy, Minh Tùng còn cho rằng việc thấy ông nội Lê Tùng Vân cùng đám đệ tử tung clip Diễm My xuống tỉnh thất Bồng Lai vay tiền nhằm mục đích làm loãng thông tin, anh đã tố cáo ông Vân tội loạn luân trước đó. Thực hư câu chuyện hốt cả mẹ lẫn con trong gia đình Lê Tùng Vân. Như một xung lực tự thân, những thông tin về việc loạn luân xảy ra ở tỉnh thất Bồng Lai mỗi ngày lại bung ra nhiều hơn. Việc lật dở lại mớ bòng bong liên quan đến thầy ông nội Lê Tùng Vân trước khi bị chính thức khởi tố tội danh loạn luân với những tình tiết khó tin, giúp công chúng có cái nhìn toàn diện về vụ việc. Có điều, những thông tin này chủ yếu đến từ chính người tự xưng là con trai của ông Lê Tùng Vân, anh Lê Thanh Minh Tùng. Mới đây, trên trang cá nhân, Minh Tùng đã tiết lộ một sự thật kinh hoàng, đó là tình trạng chung chạ phụ nữ trong gia đình thầy ông nội Lê Tùng Vân. Thực hư câu chuyện ra sao? Thông tin này tiếp tục gây phẫn nộ và bức xúc trong dư luận hay sẽ góp phần làm sáng tỏ về con người Lê Tùng Vân cũng như các hoạt động mờ ám ở tỉnh thất Bồng Lai? Mời quý vị hãy cùng theo dõi video để khám phá những chi tiết khó tin trong câu chuyện này. Vụ án loạn luân xảy ra ở tỉnh thất Bồng Lai không còn là những đồn đoán vô căn cứ như thời điểm 4 năm trước đây. Thông tin này chính thức được cơ quan chức năng tỉnh Long An xác nhận bằng hàng loạt các hành động pháp lý quyết liệt được dư luận đồng tình ủng hộ. Và cho đến nay, Lê Thanh Minh Tùng, người tự xưng con ruột của thầy ông nội Lê Tùng Vân, vẫn tiếp tục đưa ra những thông tin liên quan vụ việc. Minh Tùng không chỉ chia sẻ công khai thông tin mình là sản phẩm loạn luân của thầy ông nội Lê Tùng Vân với chính em gái, mà trong một clip gần đây trên trang cá nhân, Minh Tùng một lần nữa đưa ra những thông tin được cho là khá nhạy cảm, như việc chung chạ phụ nữ, thậm chí hốt cả mẹ lẫn con trong gia đình Lê Tùng Vân.
Còn trong nhà Lê Thanh Minh Tùng là ông, trong nhà con nói thiệt cô chú là trong nhà của Minh Tùng là cái chuyện mà thí dụ như vợ của ông hai, ông năm xài ông bảy xài là chuyện bình thường. Vợ của ông bảy tức là người thứ bảy á, ông năm xài ông hai xài là bình thường. Nói chung là vợ là anh em xài chung á. À, rồi thí dụ như bà mẹ vợ thì thí dụ như có vợ mà có bà mẹ vợ lên thăm lên chơi mà bà mẹ vợ mà dọn vô ở chung thì coi như là hốt luôn cái bà mẹ vợ. Vì sao Minh Tùng lại đứng ra tố cáo ông Lê Tùng Vân trong bối cảnh anh tự nhận mình là con ruột của ông Vân? Điều gì đã khiến Minh Tùng liên tiếp đưa ra những thông tin bất lợi về ông Vân cũng như Tỉnh Thất Bồng Lai trong suốt thời gian qua? Chỉ có bản thân Minh Tùng mới hiểu. Nhưng có điều, những tố cáo đó đã góp phần thúc đẩy cơ quan an ninh công an tỉnh Long An vào cuộc điều tra thận trọng nhưng cũng quyết liệt theo đúng quy định của pháp luật về những nhức nhối xảy ra ở Tỉnh Thất Bồng Lai. Kết quả, ba tội danh lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, loạn luân xảy ra ở Tỉnh Thất Bồng Lai đã được khởi tố. Hé lộ danh tính người phụ nữ đứng sau thầy ông nội Lê Tùng Vân tại Tỉnh Thất Bồng Lai. Trong cơn bão giữa dư luận và những tranh cãi không ngừng, một nhân vật bí ẩn trong Tỉnh Thất Bồng Lai tại Long An đã bất ngờ lộ diện. Đó là bà Cao Thị Cúc, người phụ nữ đứng sau những quyết định quan trọng bên cạnh thầy ông nội Lê Tùng Vân, người được biết đến như là chủ của Tỉnh Thất Bồng Lai. Bà Cúc không chỉ giữ vai trò như một chủ sở hữu địa điểm mà còn là một nhân vật chủ chốt trong việc điều hành và thực thi các hoạt động tại nơi này. Vào năm 2015, thầy ông nội Lê Tùng Vân đã thanh lý tất cả tài sản ở thành phố Hồ Chí Minh để chuyển đến Long An, nơi bà Cúc sở hữu một mảnh đất rộng 2.000 m². Tại đây, họ đã xây dựng Tỉnh Thất Bồng Lai, một cơ sở với vỏ bọc là một ngôi chùa Phật giáo, nơi chăm sóc trẻ mồ côi và người khốn khó. Theo điều tra từ phía cơ quan chức năng, bà Cao Thị Cúc được xác định là người thực hiện chỉ đạo của Lê Tùng Vân, trực tiếp tham gia thực hiện những nghi thức, thủ tục cúng bái, quy lạy, mạo danh mạo xưng Đức Phật, xúc phạm Phật giáo. Đặc biệt, vào ngày 12 tháng 12 năm 2019, bà Cúc đã cùng với nhóm người trong Tỉnh Thất gây rối, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa khi Diễm My được mời về trụ sở này để làm việc hành chính. Hành vi của bà không chỉ gây mất trật tự địa phương mà còn ảnh hưởng xấu đến hình ảnh uy tín của Phật giáo. Đáng chú ý, bà Cúc được cho là người nắm giữ nhiều bí mật liên quan đến cô gái bị mất tích Võ Thị Diễm My. Tuy nhiên, cho đến nay, sự biến mất của Diễm My vẫn chưa có lời giải. Với vai trò tiếp tay cho Lê Tùng Vân và trực tiếp thực hiện nhiều hành vi sai trái tại Tỉnh Thất Bồng Lai, Tòa án Nhân dân huyện Đức Hòa tuyên phạt bà Cao Thị Cúc 3 năm tù về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức cá nhân. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Bảo Trần rất mong nhận được sự quan tâm và đồng hành của quý vị khán giả dành cho các chương trình trên kênh YouTube Báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Đừng quên nhấn chuông theo dõi chúng tôi để không bỏ lỡ bất kỳ thông tin cập nhật nào. Xin chào và hẹn gặp lại.